xin chào các bạn mình là đức minh bên công ty nhôm đúc nam định hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái mẫu cổng nhôm đúc dành cho đền thánh ở đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái bộ cổng này để cho các bạn là dễ hình dung đầu tiên là phía vòm bên trên là để một cái cây thánh giá ở chính giữa hai bên hai trụ là hai con chim ở phía dưới được trang trí bằng những cái phần thanh trúc có các cái đốt trúc khác nhau và ở giữa hai cánh cổng là hai con chim đang bay về phía nhau đây là một cái bộ cổng rất là đẹp và nó mang đặc trưng của đền thánh những cái nét họa tiết hoa văn ở đây là cũng hướng đến những cái họa tiết của thiên chúa ví dụ như là cái cây thanh giá phía bên trên hai cái đố ở giữa được trang trí bằng hai bông lúa một cái nét rất là đặc trưng của đồng bằng bắc bộ tôi sẽ quay lui lên trên để các bạn dễ hình dung ở đây là cái bộ cổng có cái vòm cong nên khi làm cái bộ cổng này thì thường thường là những cái phần nhôm sẽ uốn lượn theo cái phần vòm cong phía bên trên các chi tiết ở đây rất là sắc nét các cái Tôi chúc con chim. Hai bên là hai bông lúa. Ở đố là những cái uh, cành nho đã được đan xen nhau. Một bộ cổng uh, tương đối là ấn tượng. Quý vị mà có nhu cầu tham khảo những cái mẫu cổng nhôm đúc như thế này thì hãy điện cho công ty nhôm đúc Nam Định. Theo số hotline là 0946 266 860 thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một số mẫu để quý vị tham khảo. Các cái họa tiết ở đây ví dụ như là những cái cành cọ những cái họa tiết đốt trúc rất là chi tiết và sắc nét. tất cả các sản phẩm của công ty nhôm đúc Nam Định đều sử dụng cái công nghệ đúc hút chân không của Nhật Bản để sản xuất cho nên là các cái sản phẩm ở đây nó đều đạt được những cái độ mịn, độ nhẵn, tinh xảo của sản phẩm. Tôi sẽ quay lui xe để các bạn hình dung về toàn bộ cái phần bộ cọc này và những cái vẻ đẹp của nó, những cái nét đặc trưng Tất cả các cái thiết kế này thì uh, trong quá trình làm thì uh, quý vị có thể là uh, tham khảo cũng như là trao đổi với bên uh, thiết kế của công ty Nhung Đúc Nam Định thì chúng tôi sẽ lên thiết kế sao cho nó phù hợp với ý tưởng của quý vị và các bạn.